ơi, hôm nay chúng ta đi với nhau. Chúng tôi đang ở một nơi không phải Hà Nội. Thực ra là bọn mình đã biết là ở trong này có một cái sự kiện mà nó chắc là ngành ẩm thực. Nói chung là sẽ phải biết và tham gia, cho nên là bọn mình đã bay từ Hà Nội vào đây để đến kịp ngày khai trương của tiệm bánh mì số 2 của anh Piu Piu. Cửa hàng đầu tiên mà mình đã bỏ lỡ rồi, nên lần thứ hai này là nhất định là phải vào đây. Kịp là team Sài Gòn ấy. Là các bạn đang du hí ở ngoài Hà Nội hết rồi. Đấy, team Sài Gòn thì ra Hà Nội, mà team Hà Nội thì là bay vào Sài Gòn. Nấu trái ngược nhau ấy chị nhờ. Trái ngược nhau một chút. Đấy. Xin chào tất cả mọi người. Mình vừa đáp chuyến bay sớm nhất từ Hà Nội để xuống Sài Gòn. Hết hồn hà. Còn đang lật múi giờ. Đang lật múi giờ. Không kịp đâu anh. Không. Đang lật múi giờ luôn. Múi giờ. Bây giờ đi vô. Đi thôi đúng không? Đi vô. Ok. Đi. Ai cũng mặc mộng, ai cũng đẹp cả. Ôi. Vừa mới thức dậy thôi. Mà chưa làm gì dậy cả. Xong. Chỉ với một chiếc camera của Samsung Galaxy S10 thôi chứ bọn tôi cũng chưa làm gì cả. Em vừa mới ngủ dậy luôn mà. Vừa kịp đánh răng ngồi qua đây. Chỉ kịp thay quần áo thôi. Mà chúng tôi đã đẹp như vậy rồi. Cho nên là nếu như các bạn có thắc mắc, thích thú với chiếc Samsung Galaxy S10, S10 cộng thì hãy nhấn ngay đường link ở bên dưới. Tại Samsung S đang có rất nhiều chương trình ưu đãi cho mọi người nhé. Quan tâm thì hãy click, mà không quan tâm cũng hãy click nhé. Và nhân dịp hai người chị và em đây từ Hà Nội xa xôi vượt hàng ngàn km để vào tới Sài Gòn, mình cũng đã phải từ Hà Nội tức tốc bắt chuyến bay đầu tiên để đến với thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù là sốc nhiệt đổ mốc kem ngay tại chỗ. Eo ơi này, bọn chị tưởng là em ở ngoài đấy, bọn chị vào đây thay em đấy. Tức nhiên bây giờ em lại về làm gì? Không, em vô để em giật xô lại. Chiếm sóng, chiếm sóng. Đây, hôm nay là tất cả những gì bọn mình gọi ở đây. Thì gọi, bọn mình gọi ít thôi mà. Thích thôi. Ừ, 2, 4, 6. Gọi cả menu thôi mà, có gì đâu. Ở đây bọn mình có 6 người mà. Ừ, 6 người. Đúng không? 4, 5, 6. Bọn mình có bò này, gà cay này, gà sốt Nhật, chả cá, gà nướng mật ong và xà xíu. Thì hầu như đây là những cái vị mà cũ mình đã từng ăn rồi, nhưng riêng gà mật ong là chưa ăn. Thì tụi mình sẽ đi ăn cuối cùng. Cái này là vị mới hả anh? Vị mới. Lần trước là bọn mình không được vào thử quán của anh Piu khi mà khai trương quán đầu tiên, bây giờ là rất hồi hộp. Thịt bò sốt tiêu. Cay quá. Thằng đó làm đúng chút ngang, đúng cái tên của nó rồi, cay, cả cay, cả cay. Ông bà nhân cũng nhiều ấy à, thịt nhiều à. Bò ngon này. Thấy bỏ mềm, thơm mùi tiêu đúng không? Ừ. Gửi kỹ miếng gà để thấy mùi nước tương. Gà cay là có ớt Đà Lạt, ớt xanh. Dậy cái mùi ớt đây. Đấy. Nguyên quả đấy. Gà cay rất ngon, rất dày vị. Thơm, cay rất thơm. Còn cái bò sốt tiêu này, ôi thơm mà, thơm mùi tiêu. Nó mềm nữa. Cái này, bò mềm nó không hề bị dai gì nào luôn. Không quản như mấy cái chỗ khác là người ta bán chỉ có vài miếng nâu. Đúng rồi. Trong ba vị này thì chị lại không thích gà Nhật nhất, gà sốt Nhật nhất. Em thích cái này nhất. Em thích bò nhất. Đúng rồi. Gọi là gọi bánh mì bò, bánh mì gà. Nhưng mà ở bên trong này vẫn có giò, giò lụa các bạn. Giò chả. Một miếng to mà ăn gần hết rồi. Rồi, bánh mì cá. Bánh mì cá. Xá xíu. Ơ cái này không có tên gì này. Gà nướng mật ong đấy. Gà nướng mật ong đây món mới. Thử các vị thì chắc là lần này tại vì mình ăn tại quán cho nên là bánh mì nó không bị mềm. Lần trước ăn mì mềm. Bây giờ ăn nó giòn này. Giòn nhưng không bị cứng quá. Mình không thích bánh mì cứng quá, nó bị đâm vào mồm ấy. Cái sốt của bánh mì này ngon cực. Thấy thơm ấy. Thịt chả xíu rất thơm nhưng mà hơi nhạt một tí. Vậy đây là lần đầu tiên em ăn bánh mì cá đấy. Bánh mì chả cá Sài Gòn, không phải chả cá hay Vũng Tàu. À ok. Vũng Tàu ở Nha Trang không? Cảm giác là ăn một miếng bánh mì rất là đã, và có rất nhiều nhân. Kiểu là cắn cái phần nào cũng thấy nhân ấy. Hay nhỉ? Lạ lạ. Kiểu là như mình chưa bao giờ ăn ấy, không thấy cũng hay phết. Lần đầu tiên mình ăn bánh mì chả cá. Đây là một sự kết hợp hoàn toàn mới trong cuộc đời mình. Mình thấy em hay. Cũng thế. Còn bánh mì xá xíu thì sao nó giống như là cái này nó không nghe mùi xá xíu lắm. Nghe mùi giống như bánh mì gọi là nó không có cái bánh mì thịt nướng. Thịt đỏ. Không phải thịt nướng. Ăn xì dầu á. Mùi xì dầu hả? Thì lần trước á ăn á là cái bánh mì xá xíu rất là đậm. Đậm ăn mà kiểu nghe được mùi mắm luôn á. Đó. Lần trước em ăn cũng vị bánh mì xá xíu. Bánh mì xá xíu mà nó rất là đậm. Cái này lần này là hơn thì chắc là đôi khi là do là hôm nay cái phần nguyên vật liệu nó có hơi có trục trặc, có vấn đề. Mọi người ăn có thấy mùi mật ong không?
chị vẫn chưa cảm nhận được mùi đâu. Ủa, ăn không có thêm một bánh nè và một sốt cà chua. Chính xác, mùi mang lên. Thì phải ăn miếng gà cơ. Nhìn chung là nó bị hài hòa thì cũng được, ăn bắt miệng. Nhưng mà thịt gà thì có vẻ là chưa được ngấm lắm. Bảo là gà nướng mật ong thì nếu mà không nói thì mình sẽ không biết đây là gà nướng mật ong. Chắc là ướp chưa được kỹ lắm. Kỹ lắm như lại cũng mong mới mà người ta cũng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và nghiên cứu. Lần trước mình ăn, mình không gọi là không ấn tượng với hương vị lắm, thì lần này mình cảm thấy là gà cay nè, rồi là bò sốt tiêu, chả cá đều rất là ngon, thịt nó rất là nhẹ vị. Mỗi cái có một cái đặc trưng riêng luôn ý. Coi như là đó là một quá trình gọi là phát triển rồi. Thì hy vọng là những cái món này sắp tới thì họ vẫn sẽ tiếp tục phát triển nữa. Mọi người biết là sao là bánh mì của anh Biu Biu lại gọt hai đầu không? À, vì sao? Hồi xưa là có những người mà họ ở gần cái lò bánh mì mà cũ á, thì lúc đó lò bánh mì thì chỉ có nướng máy, phải nướng than gỗ như vậy, nướng than gỗ cho nó rất là nóng. Thì trong đó là mấy ông mà xếp bánh mì này nọ, mấy ông nóng quá, mấy ông xếp bánh mì, mấy ông gãy lưng. Mà từ đó là những cái người mà thấy được cái cảnh đó sẽ không bao giờ ăn cái lò bánh mì nữa. Thật à? Lấy bánh mì gãy lưng. Ừ. À. Hoặc là cái lò bánh mì này thì họ tự động gọt. Không, nhưng mà thực tế thì là coi những cái comment của mấy bạn mà coi mấy cái clip trước của tụi mình á, tại anh Biu anh gọt đây là tại vì để ăn vô là cắn cái nhân luôn. À. Đúng rồi, với cái tâm thế của một người đi ăn là mình rất ghét ăn cái đầu bánh mì. Bởi vì cái đầu bánh mì thường là cứng. Nó không có gì cả, với cả nó rất cứng ấy. Ở dưới mình ấy mình vẫn có thấy là một cái máy, mấy cái máy nướng bánh mì ấy. Ừ. Giống như là bánh mì xếp ra rồi, để bỏ cái máy nó lại kẹp lại. Kẹp mà nó xẹp như cái cưa dép luôn á. Hôm bữa là có lúc mà mua về á, con chị cầm lên cái, ủa sao chín sao xẹp lép vậy? Hay là mày ngồi lấy cái bánh mì rồi? Nhưng mà không phải là do kẹp, nhưng mà lần này nó kẹp, nó đỡ hơn. Rất đủ. Bánh mì của Biu Biu là bánh mì nhưng mà ăn giống như là bánh mì nhân hamburger. Ý là nó rất là nhiều đúng không? Không, tức là ăn nó không có đậm đà. Ừ. Ăn nó, cái vị của nó thì là vị hamburger nhưng mà cái vỏ là bánh mì. Nếu như các bạn đã hay xem Bachelor rồi, các bạn cũng biết là cái độ chê bánh mì của bọn mình như thế nào rồi. Ngày hôm nay thì bọn mình soi rất là kỹ, khen khá là nhiều. Soi rất là kỹ luôn ý. Thực sự rất là ngon và mình cảm nhận cái tâm huyết của anh Piu ở trong những chiếc bánh mì này. Từng thứ nhỏ một đã được cải tiến. Mình thì không ăn cái bánh mì ở đợt đầu tiên khai trương, nhưng mà đến đợt này thì mình ăn thấy. Cầm 20.000 cho một chiếc bánh mì. Nếu như có thêm nước coca tươi sẽ là 30. À, các bạn có biết coca tươi khác coca bình thường là như thế nào không? Bắt đầu 2, 3. Đó là một loại coca được bán với thời hạn sử dụng rất ngắn, với lượng ga và lượng đường ngon hơn, tạo ra vị giác tươi mới hơn cho người dùng. Và loại coca này thường được bán trong các rạp phim, các siêu thị và các cửa hàng ăn nhanh. Và loại coca này vô cùng khác biệt so với loại coca mà đóng chai chúng ta hay mua bên ngoài, cho nên là các bạn sẽ không bao giờ mua được ở bên ngoài đâu. Đó, cho nên là giá nó hơi khác một tí, tại vì người ta có thương hiệu đàng hoàng, người ta buôn bán sạch, có dịch vụ khách hàng tốt. Xong với cả kiểu ngồi đây mát nữa. Đây đặc biệt là những bạn nhân viên phục vụ đây, những bạn thu ngân, bạn rất là dễ thương. Nice, rất là nice, nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Thường là làm về ẩm thực thì mình thấy là nó sẽ đến từ những thứ nhỏ nhất, đến từ những quan tâm nhỏ nhất và tinh tế nhất, hài lòng được thực khách kiểu như thế. Mình đi ăn rất nhiều nơi và có những nơi là đồ ăn có thể ngon hơn nhưng thái độ không bằng. Thì mình vẫn thích những cái nơi mà đồ ăn có thể kém hơn một chút nhưng thái độ của họ rất nhiệt tình và rất tốt. Nhưng mà thôi đó, vậy thôi. Đó tụi mình coi như là quyết định là kiểm chứng lần hai, nhắc hai con người này, không hai con người này tự mò tới xong tự nhiên anh tranh sâu, cướp sâu, sao bị giục sâu. Thôi thì hôm nay tôi không dám nói gì đâu, tôi chỉ ngồi im ăn bánh mì thôi. Đó là kiểm chứng cho các bạn thấy là bánh mì Biu Biu mở tới quán thứ hai, mở được tới quán thứ hai nha. Đó, thì chất lượng nó đã như thế nào rồi. Thì còn nói chuyện với anh Biu và anh Biu thì cũng đã tiết lộ là nếu như mà có quán thứ ba thì có lẽ nó sẽ ở Hà Nội. Mình đang rất mong là sẽ có quán bánh mì Biu Biu ở Hà Nội để mỗi khi thèm có thể ra đấy ăn. Anh ấy nói đi nói lại và chị rất là thích cái câu đấy của anh ấy. Cái câu đấy thể hiện được cái tâm huyết của anh với cả cái chuỗi bánh mì này. Đó là anh rất thích cái cảm giác mà đứng bấm cửa. Ừ đấy, chính xác rồi. Mở cửa lên vào lúc 6 giờ sáng. Đó là một cái cảm giác kiểu là một người chủ rất là tâm huyết với cái cửa hàng đấy. Nếu mà bình thường thì chúng ta sẽ thấy là mở cửa thôi mà, cần gì mình phải ra bấm đúng không? Nhân viên mở, mình chỉ ra xem nhà thôi. Nhưng mà anh ấy là rất muốn là người đầu tiên bấm cửa và nhìn thấy những vị khách đầu tiên đến. Wow, cửa hàng này như thế này, nó đã khác hơn trước như thế nào. Mình thấy rất là tâm huyết với cái thương hiệu này. Nếu như các bạn thích anh Biu Biu thì các bạn có thể tới ăn vì anh Biu Biu, hoặc là đến ăn vì bánh mì này cũng rất là ngon. Đó. Nói chung là nói đi nói lại thì cũng chỉ có thế thôi. Tạm biệt các bạn. Hy vọng là mình sẽ tiếp tục gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo ở Sài Gòn. Thực ra đợt này mình vào thì chỉ để ăn bánh mì Biu Biu thôi. Nên là mình sẽ cố gắng. Lúc sau hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên Home Ăn Gì nhá. Hãy ủng hộ cho bọn mình, đừng quên subscribe cho Home Ăn Gì và các kênh khác hệ thống các channel. Tạm biệt. Bye bye. Bye bye.
nhớ bấm đường link bên dưới, nhớ bấm đường link bên dưới. Không thích thú lắm cũng bấm đi. Bấm liền luôn đi.